em đi vệ sinh em đi làm sao? Dạ em nằm đây đi bô nằm. À. Dạ, đổ ở đây. Nó đổ trên cái này, cái này nè Hùng. Cái lau bô bô. Lau bô rồi chảy ra đó. Đây hoàn cảnh em Mai thì bị liệt hai cái chân, dạ, từ nhỏ tới lớn. Tay phát này 10 nè. Vậy hả? Dạ nó yếu. Dạ. Sống nhờ tình thương của bà con. Em nay sanh năm mấy? Năm 73. À. Rồi thì nay chị Linh dẫn chị Ngọc về để coi giúp hoàn cảnh của em. Dạ. Ừ, chị dẫn anh Hùng vô để anh Hùng coi. Dạ, Nguyễn Văn Mai. Nguyễn Văn Mai, bị bệnh gì? Trời, tai biến. Tai biến hả? Rồi giờ bỏ một mình. Dạ. Không vợ, không con, không gì hết. Cái giờ là có tật hồi xưa rồi. À, dạ, cái này mới đây tai biến. Rồi, bây giờ có một cái người đó, cô đó tên là Huệ Hạnh. Ha? Dạ. Bà con với mình gửi, nhờ mình gửi cho chú 500. Ha? Để mua thuốc hay là mua ăn nha. Ha? Nguyễn Văn Mai. Dạ, tay này cũng bị liệt vậy đó hả? Hai chân thì như vậy. Rồi, khổ quá. Rồi, ai không ai chăm sóc gì hết hả? Dạ, ăn mình vậy đó. Thánh thần ơi. Ở sớm nhờ, sớm bên trái nấu cơm giấc sáng, bên phải nấu cơm giấc chiều. À, hả, ai cho đồ gì á thì nó nhận xong rồi nó chia ra đưa cho hai bên nấu cho nó ăn. Cũng có tình chồng xóm à. Tỉnh này tỉnh gì? Lương Hòa Lạc. Xã Lương Hòa Lạc, Tiền Giang. An Lạc B. Xã Lương Hòa Lạc. Nếu mà nhận được trợ duyên thì mình sẽ trở lại. Bữa nay Mai nhớ chị lại không? Dạ nhớ rồi. Ba xưa giờ nay. Ủa Quỳnh Chí Hiếu à, tạ tôi đó nha, cũng nhận xin con quà cho dậu. Sức nha. Anh tên gì? Tên Nguyễn Văn Mai. Nguyễn Văn Mai hả? Dạ, tên năm 73. À, là anh bị tật từ nhỏ hả? Dạ anh này hồi nhỏ. Nhỏ hả? Là anh tối ngày anh cứ ngồi trên cái giường này thôi. Dạ, dạ. Dạ ba tay bị hết luôn, còn con tay này hơi mạnh hạnh nè. Con tay đó hả? Dạ. Rồi anh tắm rửa đi vệ sinh rồi là sao? Dạ, vệ sinh là tự mình lo. À. Dạ. Tắm rửa con ngày mai sớm. Dạ. Quỳnh Anh nè, cầm cái quý bà Thường Vương thì cho Nguyễn nói lại thì hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2023, là ngày 1 tháng 6 âm lịch năm Quý Mão. Thì Nguyễn đến thăm cái hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Mai. Thì hoàn cảnh của anh rất là đáng thương. Cha mẹ mất, anh sống một mình, chỉ nhờ chợp sớm bà con giúp đỡ. Thì trước cái hoàn cảnh của anh thì Hùng Nguyễn xin 1 triệu quỹ của em Sào Đông Diễm Lê để giúp cho anh. Để anh có tiền nhờ chồng sớm mua đồ ăn với mua thuốc uống. Và cho em gửi anh 1 triệu ha. Nhờ cái tiền này của anh. Thì 1 triệu này là của em Thùy Sào Đông với Diễm Lê. Cảm ơn mọi người ha. Rồi anh Hùng cũng xin cảm niệm công đức của em Thùy Sào Đông với Diễm Lê. Xin chúc cho các em có thật là nhiều sức khỏe, bình an hạnh phúc, để làm kiếm rất là nhiều lợi lạc để có dư để tiếp tục phần để giúp đỡ cho bà con nghèo của nhà. Xin cảm niệm công đức của các em mua như tập phần. Hôm nay 18 tháng 7 năm 2023, cô Linh Vĩa Tho xin đại diện em Phượng Hoàng Lisa đó để trợ duyên cho hoàn cảnh của em Mai 300.000. Em Mai bị tai biến đó, Phượng Hoàng bị tai biến rồi liệt hai cái chân, rồi sống một mình ở xã Hương Hòa Lạc. Chị cảm ơn em nhiều nha.